có ba chữ muốn chia sẻ sau khi xem Người Mặt Trời đó chính là Hà Lẩm độc đáo và cực kỳ hấp dẫn. Hello VOHOI. Bộ phim Người Mặt Trời thì mình cảm thấy có rất là nhiều điều ấn tượng trong bộ phim này, đặc biệt đấy là diễn xuất của chính Hạ Bằng Minh. Sau đấy là đến những cái phần diễn xuất trong bộ phim thì mình cảm thấy nó rất là ấn tượng và đem lại cho mình được nhiều cảm xúc hơn so với những gì mình mong đợi. Hy vọng rằng là bộ phim này sẽ có rất là nhiều thành công và khán giả đón nhận được nhiều. Chỉ có ba tiểu muốn chia sẻ sau khi xem Người Mặt Trời đó chính là Hà Lẩm độc đáo và cực kỳ hấp dẫn. Thấy đây là bộ phim khá là chất lượng, rất là tốt. Tướng thích hai bạn nam thần của Tướng Hoa, đó là Thuần Nguyễn và Trần Ngọc Hoàng. Hai bạn đã làm rất là tốt công việc của mình, thật sự rất là xuất sắc luôn. Chúc mừng hai đứa nha. Có lẽ là nhân vật mà mình ấn tượng nhất đó là Trịnh Hải. Đã chơi với bạn rất là lâu và lần đầu thấy bạn thử sức với một cái vai diễn mới lạ như thế này và có nhiều những cái cảnh thriller, có nhiều cái phần tình tiết giật gân về cảm xúc hơn thì mình nghĩ là bạn đã thể hiện rất là tốt. Ngoài ra thì mình cũng khá là ấn tượng với sự xuất của bạn Vàng, thì cũng là lần đầu tiên, thì nhưng cũng là lần đầu tiên mình qua bạn diễn thì mình cảm thấy bạn đã làm tròn và cũng như là làm được một trường lên tính cách của nhân vật chính. Chị thích cả ba nhân vật chính luôn. Chị thấy bạn nào cũng hay hết trơn á. Thuận thì luôn luôn rất là chắc, Chibo thì rất là hấp dẫn và có một cái kết nối rất là sâu sắc với lại Thuận. Bạn Thảo cũng rất là tự nhiên và chị cũng rất là thích. Còn bạn Nam, nói chung là chị thấy bốn bạn đều rất là vững và rất là chắc và chị thích hết cả bốn bạn. Thật ra hai vai nếu là Nam á, xét về Nam thì ấn tượng vai của Thuận và vai của bạn luôn. Tại vì mỗi người có một cái màu, cái cách cái màu để cho một nhân vật nó có thể khai thác được nhiều cái hay. Nên thì đối với mình suy nghĩ thì vẫn có thể đây là một bộ phim sẽ hơi kén sẵn sàng một xíu, tại vì cái đề tài này nó khá là mới mẻ ở Việt Nam, cũng như là cái việc kết nối giữa cái hình tượng ba cả rồng cũng như là văn hóa Việt Nam là một cái thử thách rất là lớn. Nhưng mà mình nghĩ rằng bộ phim này cũng đã làm khá tròn cái vai diễn của cô phiên, làm khá là tròn cái phần thì là mình nghĩ là sẽ là một cái món ăn tinh thần rất là thú vị. Tôi nghĩ thì cái này á, thì từ xưa đến giờ thì mọi người hay quan niệm là macaron là ở phương Tây, xảy ra các nước phương Tây, thì khi mà du nhập về Việt Nam mình thì có thể là họ không quen, từ xưa giờ họ chỉ quen với cái cảm thấy là nó gần gũi. Mà thực ra là ban đầu là bản thân phim với lại con trước khi đi xem thì cũng có cái suy nghĩ đó, suy nghĩ là không biết là liệu rằng khi mà ma cà rồng ở xây dựng cái hình ảnh ma cà rồng ở tại Việt Nam á thì nó sẽ như thế nào. Nhưng mà thực sự là sau khi xem được phim xong á thì cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì là cái cách chuyển đổi từ cái hình ảnh ma cà rồng ở phương Tây sang hình ảnh ma cà rồng ở Việt Nam á thì nó đủ sức thuyết phục. Phương Đông trước à? Ở phương Đông, đúng rồi, phương Đông, đúng rồi. Nó có sức thuyết phục với khán giả. Tôi nghĩ đây là bộ phim đáng xem, hy vọng quý vị khán giả sẽ ra và ủng hộ cho phim, cũng như ủng hộ hai nam thần của Tinh, đó là Thường Nguyễn và Trần Ngọc Vàng nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.